Thưa quý vị, biểu tình tiếp diễn tại Amman sau cuộc tổng đình công của Liên đoàn Lao động Jordan. Hơn 1.000 người dân Jordan vào ngày thứ Tư 6 tháng 6 đã tiếp tục xuống đường biểu tình nhằm mục đích phản đối chính sách tăng thuế thu nhập gần văn phòng của Thủ tướng tại thủ đô Amman sau khi một số Liên đoàn Lao động cùng tổ chức một cuộc tổng đình công. Những người tham gia tuần hành đã được nhìn thấy mang theo các lá quốc kỳ và biểu ngữ, đồng thời hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ tôn trọng người dân bằng cách hủy bỏ đạo luật cải tổ thuế. Một cảnh sát viên nói rằng, họ đã bắt giữ một người biểu tình quá khích sau khi đương sự dùng dao tấn công nhân viên an ninh. Nhiều dãy hàng rào đã được dựng lên để ngăn cản người dân xông vào dinh thủ tướng. Và cùng ngày, có hơn 30 liên đoàn lao động đại diện cho hàng chục ngàn người dân Jordan đã tổ chức tổng đình công để phản đối chính sách tăng thuế. Căng thẳng phần nào đã được dịu lại sau khi quốc vương Abdullah của Jordan bổ nhiệm ông Omar al-Razaz vào chức vụ tân thủ tướng để thay thế cho người tiền nhiệm Hani Maliki.